Việt Thi. Ủa Hana, tôi nghe Kenji nói là Winner bỏ nhà đi từ 3 hôm trước rồi đúng không? Vậy bà biết Winner hay tới chỗ nào đúng không? Nói cho tôi biết đi. Thì tôi biết, nhưng mà... Vậy bây giờ bà cho tôi địa chỉ của Winner đây để cho tôi đi tìm. Chắc là bà không còn phải đi tìm nữa đâu. Tại sao? Tôi... Hana, tôi đã lỡ hứa với Winner là giữ bí mật cho bạn đó rồi. Ủa, nhưng mà không phải trước đó là bà nói là bà sẽ giúp đỡ cho chuyện tình cảm của tôi và Winner hả? Tôi... Hay là bà có mục đích gì đúng không? Tôi không có. Vậy sao không chịu nói cho tôi chỗ của Winner? Vậy bây giờ tôi nói chỗ của Winner, nhưng mà bà cũng phải nhớ tới lúc đó bà giải thích với Winner hộ tôi nha. Tôi biết rồi, bà nói đi. Winner đang ở... Ủa ai ạ? Winner. Xin lỗi, chủ nhà không có nhà. Ủa Hana. Trời ơi, tôi tìm ông chiều giờ luôn á. Tôi vô nhà được không? Vô nhà hơi bất tiện, hay là mình ra ngoài nói chuyện. Ok. Ủa. Xin lỗi bà nha, tại đây không phải nhà của tôi nên là tôi không cho vào tùy tiện được. Không sao đâu. Mà sao bà biết tôi ở đây? Việc Thi nói cho tôi biết á. Bà này, đã bảo đừng nói gì. Ông ở đây chắc thiếu thốn nhiều thứ lắm hả Winner? Thì cũng hơi hơi. Nè, ông cầm lấy đi. Ủa cái gì vậy? Sao bà tự nhiên đưa tôi nhiều tiền vậy? Thì tại vì tôi thấy ông con trai ra ngoài tự lập thì cũng không có sung sướng gì. Cho nên là ông cầm cái số này để trang trải đi, rồi khi nào có trả lại cho tôi cũng được. Tôi có nói là tôi sẽ cho ông không số tiền này đâu. Hana, đâu cần vậy đâu, tôi tự lo liệu được. Không sao đâu. Lúc này ông gặp khó khăn mà không có sự động viên của bạn bè thì ông cũng áp lực lắm. Nè, thôi ông lấy đi. Hana, từ trước đến nay tôi không nghĩ bà tâm lý như vậy á. Nhưng mà tôi không nhận số tiền này được. Trời ơi, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Nè, ông cứ cầm lấy đi. Lấy đi cho tôi vui. Cảm ơn bà nha. Tôi sẽ cầm tạm. Xong rồi khi nào tôi có tiền, tôi trả lại bà nha. Thôi được rồi, đâu cần phải trả liền vậy. Khi nào dư trả tôi cũng được, tôi đâu cần gấp. Nhưng mà nếu như mà tôi có gặp khó khăn thì ông cũng sẽ giúp tôi mà đúng không? Đương nhiên rồi. Bà mà có chuyện gì khó khăn ấy, cứ nói với tôi. Tôi mà giúp được ấy, tôi sẽ giúp hết mình nha. Tôi biết rồi. Mà với lại giờ cũng trễ rồi, chắc là tôi về luôn á. Mà nghe mọi người nói ông bỏ đi tôi cũng lo quá trời. Nhưng mà giờ thấy ông vậy tôi cũng yên tâm rồi. Thôi bây giờ chắc tôi về luôn á. Bye bye. Cảm ơn bà nha. Về cẩn thận á. Bye bye.